Ok, hello anh em, chào anh em quay trở lại LTL Game. Thì mình sẽ chơi tiếp con game Moon Patrol bạn ơi. Thì hôm nay sẽ là tập cuối cùng trong series Moon Patrol luôn. Mình sẽ đặt dấu chấm hết cho cái series này luôn nha các bạn ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào, mình làm tuần tự nha. Đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Giờ ví dụ mình là vào đây mình nhận hết tất cả những cái medal mà cái thằng này cho mình trước rồi đó bạn. Để nhận được tất cả cái medal này á thì mình cần một cái sự trợ giúp từ một con chiếc của bạn ơi. Các bạn nên mình cái sử dụng chiếc đó, chiếc cốt á, chiếc full hết tất cả Pokédex nha bạn. Đó, các bạn hay xài cái chiếc full Pokédex thôi chứ không cần xài cái chiếc gì hết nha bạn. Nếu bạn xài được cái chiếc đó rồi thì tất cả những cái medal này sẽ cho mình nhận hết nha. Ngoài ra trong Pokédex của mình á cũng là full Pokémon luôn. Cái quan trọng đặc biệt của nó chính là ở đây các bạn. Xíu mình sẽ nói cho các bạn biết tại sao là mình phải check cái code để full Pokédex. Rồi giờ chiếc mình phải nhận hết tất cả medal trước. Để xem mình nhận hết tất cả medal nó sẽ cho mình cái gì nha các bạn. Bây giờ mình đã nhận hết tất cả medal rồi, bây giờ mình phải tới cái medal Ready of Fix Set nè bạn. Đó. Đến cái medal of Fix ở trên Canterbury City. Đó, bây giờ mình phải tới đó bạn. Đặt chỗ massage cho con Lucario, cho Lucario luôn tiến hóa đó. Đây, bây giờ mình sẽ tới đó nha bạn. Cái mày đó phải nằm bên túc bên này nữa bạn. Túc bên này luôn nha, đi về góc này luôn nè. Đấy, trên cái mày đai office này này, đó này. Nhớ khi mà đọc lên, không biết là từng mấy rồi. Đổi lên từng 3 trước nha. Ở đây nó là cái nơi mà đi truy cập vào thế giới chuyển mơ các bạn. Không phải đây à, ngoài đây à. Thì xuống tầng 2. Đó, khi mình đã hoàn thành hết rồi sẽ tới đây gặp ông ta. Gặp cái ông tiến sĩ này sẽ cho mình cái gì các bạn. Không biết ông ta sẽ cho mình cái gì nha. Bảy chỉ được quân chuyên vàng thôi à. Thôi bảy chỉ được cái này thôi các bạn, tưởng trên được cần tặng một con Pokemon hay gì chứ. Giờ chỉ cho mình cái này thôi chứ không cho mình cái gì các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết là tại sao mình phải check full Pokédex nha các bạn. Đó, bây giờ mới Pokédex mình lên. Đấy, các bạn thấy có gà đúng không? Gặp là 649 và mình đã obtain, tức là đã sở hữu là 649 luôn. Tức là full Pokédex nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn sẽ quay về cái nhà ông tiến sĩ nha các bạn. Mình sẽ quay về ông nhà ông tiến sĩ. Ở đây full Pokélab các bạn. Quan trọng của ông ta là ông ta sẽ dẫn mình đi cho mình cái đồ đặc biệt thôi. Nói chuyện với ông ta các bạn. Nói chuyện với ông ta là ông ta sẽ cho mình một cái bé nha. Đó, ông ta sẽ cho mình cái bé. Cái bé dùng để làm gì? Cái bé dùng để tới một cái thành phố kia. Gọi là hòn đảo thì đúng hơn, giống như là thành phố bạn. Còn hòn đảo thì chính xác hơn á. Đó, bây giờ mình sẽ tới cái sân bay ở cái thành phố Midtrailand City.
này nha bạn. Nói chuyện với nhỏ tiếp chuyện này sẽ đi đến được cái trời đình tấm bé con tiếng xì cho bạn. Quét. Rồi giờ mình sẽ bay tới cái chỗ mà tấm bé con tiếng xì đưa tới. Phòng ảo bạn. Cho các bạn thấy cái bất ngờ của tại sao mình phải tới được đây các bạn. Đây các bạn vô đây nha. Đây các bạn thấy gì chưa? Con Acerus các bạn ơi. Con Legendary cuối cùng. Đứng sáng tạo các bạn ơi. Đứng kiến tạo Pokemon. Đó. Để bắt nó nha các bạn. Đây rất là đẹp phải không? Đây là cái con Legendary cuối cùng trong series này luôn các bạn. Rất là nhiều người hỏi mình trong cái series này có con Acerus này không? Nhưng hiện tại mình vẫn không, lúc là mình làm cái clip gần đó, clip thứ 43 thì hiện tại mình không thể trả lời được câu hỏi đó, tại vì mình không hề biết có sự tồn tại của con Acerus này hay không. Nhưng mà bây giờ mình đã nghiên cứu ra được các bạn. Vô tình mình đã nghiên cứu ra được là có thực sự tồn tại các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt nó luôn. Con Acerus này là con Acerus tiny luôn các bạn. Vẫn còn một kiếm chạy Master Ball nữa bạn. Xài Master Ball luôn. Trái. Con game này chơi tới 3 trái hay 4 trái gì đó bạn. Nhớ gì là 3 trái mà. Chỉ xài còn dưới 1 trái Master Ball này rồi để bắt Acerus luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây mình đó có một nhân vật men nữ bạn, rồi xin vô mình nói chuyện với nhỏ luôn xem nó có đánh hay là trận chiến gì với mình không bạn. Đó nó đánh với mình rồi bạn. Đây là men nữ trong gì nữa bạn. Ủa trời luôn. Đó là người sở hữu Luna các bạn. Chiến hóa của gì đó bạn, của con sẽ chiến hóa thành Solarle hoặc Luna đó, là chiến hóa thứ hai rồi. Chỉ làm giải quyết nó nhanh thôi các bạn. Shadow mình lại vô đói luôn các bạn. Không ai đánh đổi Shadow mình luôn các bạn. Lúc đầu khởi động game này mình cũng tính lấy con hệ tỏ nè các bạn. Suy nghĩ là mình không biết sao lại chọn lột chọn nhập con hệ lửa. Suy nghĩ lại cũng đó một bài học tiên vui các bạn. Con lửa không giúp mình được cái gì. Chơi được có một thời gian rồi cỏ luôn các bạn. Nếu mình chơi hay cỏ mình còn kéo làm team chính được nữa. Bài học của gà quá đau nữa các bạn.
đánh nó cậy lại vợ hay sao và nó trả chồng cái gì hết á. Đánh xong nó rồi đó, anh có hỏi chưa đánh lại nữa hay không? Không phải. Ở đây có yêu cỏ này. Có con vật này là cao lắm mày ơi, trên 80-90 không à. Nè 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 ra, đừng có gặp. Đó, mình đang kéo chấm hết rồi bạn ơi, mình có được con Legendary cuối cùng của trong game này các bạn. Giờ mình sẽ quay về thành phố mình mở cho các bạn xem. Các bạn thấy hay các bạn chụp like và subscribe, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.